Ok và hello cho các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Không biết các bạn còn nhớ không, cách đây tầm khoảng một tháng mình có khám phá ra một cái tựa game. Chúng ta hóa thân thành một hiệp sĩ các bạn ha. Chúng ta chiến đấu với những con quái vật. Thì hôm nay cái tựa game đó, không phải hôm nay nữa, như cách đây vài ngày á, tựa game đó vừa cập nhật một cái phiên bản mới. Nó có khá nhiều cái thay đổi các bạn ha. Và cái thay đổi đặc biệt nhất á, là nó reorganize là thế giới này. Tức là, thì nếu các bạn mà coi lại video cũ của mình á, thì cái thế giới nó chia làm một hướng thì phải. Tức là lúc mà mình đi vô như vậy nè, tức là mình đi vô như vậy ha, thì nó sẽ đi qua hướng bên đây. Thì khi các bạn đi qua hướng bên đây, nó một cái tòa thành bên đây ha, và nó chia làm ba hướng. Và mỗi hướng nó sẽ có một số tiền khác nhau để các bạn có thể mở ra được cánh cổng qua thế giới bên đó ha. Thì bây giờ nó reorganize là thế giới, tức là nó đi theo một đường thẳng như vậy. Một cái mô típ quen thuộc của những tựa game giống như là Pet Simulator hay là Bruce Mart ha, chúng ta cứ đi thẳng thôi. Ok, cũng như là cái cập nhật á, là nó sẽ cập nhật thêm một số cái vũ khí mới cũng như là ba lô mới và nhiệm vụ mới các kiểu gì đó ha. À, và trong đây vừa cập nhật một cái khu vực mới các bạn, có thể khu vực nó sẽ cao hơn, tốn nhiều tiền hơn ha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại làm hiệp sĩ gà các bạn ơi. Ồ, phía sau mình có một con thú cưng nè, một con gà nè, khá dễ thương ha. Oh wow, và đây là bảng xếp hạng các bạn. Mod kill nhiều nhất là 61.000, và như các bạn thấy á, góc phải trên á, cái số kill của mình là 27 các bạn, nó đã fix rồi. Nếu các bạn coi lại video đầu của mình á, thì cái video đó mình giết tới 2 triệu mấy con quái vật luôn ha. Do đó mình mới thắc mắc là tại sao mình không có tên cho bảng xếp hạng, là do nó bị lỗi các bạn, nó bị bút lỗi các kiểu ha. Ba lô mình là ba lô cuối nha bạn, mình không mua ba lô không giới hạn nha. Đây là ba lô cuối của tựa game này trong phiên bản cũ nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây xem cái ba lô mới có nâng lên hay không. Ồ, cũng vậy à các bạn ơi. Đây nè, ba lô mới nè. Đây là ba lô cuối cùng của tựa game này mua bằng tiền trong game nha. 1 triệu tiền, sức chứa là 900 con quái vật nha. Cái này là ba lô kế cuối. Còn lại những ba lô tiếp theo chúng ta phải mua bằng Robux nha các bạn. Ở đây có một cái gói để hút máu người chơi nè, Starter Pack ha. Gói này nhiêu tiền? 249 Robux. Chúng ta có một cái vũ khí level 3 và một cái ba lô level 2. Cũng như 1.000 tiền ha. Và mình nghĩ có thể khi rebirth thì nó không bị mất. To market. Ủa? À không phải, nhầm. Rồi, thì góc bên đây nó rất nhiều cái luôn. Prestige kiểu như là uy danh các bạn. Uy danh thì nó tương đương với lại rebirth thôi. Bạn có muốn prestige hay không thì bạn sẽ mất tất cả vàng, vũ khí, ba lô của mình. Nhưng mà bạn sẽ không mất item, tức là những vật phẩm các bạn mua bằng robot ha. Hoặc là từ cái rương, tức là những con pet chúng ta mở ra. Tốn 10 triệu tiền. Trời, 10 triệu tiền khá là chua nha, không phải giỡn đâu. Chết. Chết trong đây có một cái rương chết 25.000 tiền và một cái rương là robot ha. Chat thì nó mở ra được những cái comestic nữa các bạn, tức là những cái nón, rồi những cái emoji và những con pet ha các bạn ha. Mình có rất nhiều pet luôn. Trong video đầu tiên hình như mình không có giới thiệu về cái này. Ok. Đó, có nhiệm vụ nữa các bạn. Nhiệm vụ nó ghi là ở cái nhiệm vụ mình nhận của thanh niên này nè, rất là nhiều luôn. Cứ nhận hết luôn, công nhận. Một cái tựa game mà nhiệm vụ mình có thể nhận hết từ đầu tới cuối ha. Còn cái việc mình làm được hay không á là nó thời gian thôi. Thay lên là gì? À, bây giờ nó đã cập nhật cái thay lần rồi, tức là những tuyệt chiêu chúng ta phải dùng kim cương chúng ta mở ha. Không phải kim cương nữa, gọi là pha lê đúng không? Đây, cái pha lê này mình mở rương vẫn có thể nhận được cho các bạn. Rồi, mình sẽ mở cho bạn coi. Một cái rương là 25.000 tiền ha. Đó, một cục. 10 cục thì mình mở được một chiêu đúng không? 10 cục thì mở được một chiêu. Ở một cái emoji. Nói chung bây giờ tiền thì mình không có thiếu. Ok, vừa đi vừa mở nha. Chúng ta sẽ đi cùng đi với nhau để khám phá ra được khu vực mới của tựa game này, New Area. Và nếu khi xem xong video này các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại một like cũng như hay đăng ký kênh để ủng hộ channel của mình nha. Còn nếu tốt hơn hết thì các bạn cứ share video này cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ nó đi theo đường thẳng à. Có nút chạy không ta? À, mình có nút chạy, mình đã mua cái bát chạy rồi mà. Với lại một cái vũ khí bằng robot ha, một cái lưỡi cưa các bạn. Một cái lưỡi cưa mình có thể phá đảo cả game này. Mình không cần mua nhiều đâu, cái lưỡi cưa hình như lúc trước mua là 500 hay là 700 robot gì đó. À, một con heo. Mình sẽ kiếm lên 10 cái pha lê ha. Đó, 10 pha lê để mở thêm một tuyệt chiêu mới. Hiện tại mình có một tuyệt chiêu E thôi. Đây, tuyệt chiêu E. Hay hay. Đúng. Wow, cái hiệu ứng mà khi mà mình giết quái vật các bạn, nó hút cái linh hồn quái vật vô ha. À, đi hình vuông à. Ngộ men. 8 cục rồi. Ok, mình có 9 cục các bạn ơi. Ủa, 9 cục hả? À không, 8 cục thôi. Tại vì cái bên đây nó cập nhật nhanh quá. Rồi, 9 cục rồi. 10 cục thì mình có thể mở được một cái tuyệt chiêu ở trong cái talent. Cái talent gọi là skill. Cái tuyệt chiêu này là 10 pha lê thì sẽ cho mình 150 sát thương. Ghê đấy, ghê đấy. Tròn tròn. Alright, chúng ta có 10 cái cục pha lê rồi. Wow, khoan từ từ. Tuyệt chiêu cuối 175 pha lê các bạn ơi, 300 sát thương. Ghê ha. Không biết là mình có thể mở hết được không ta.
150 nè. Ok, mình sẽ đi tới khu vực này. Bao nhiêu tiền? À, có 1 triệu thôi. Cùi bắp. Khu vực ở trong cái video trước là khu vực này các bạn ơi, có những con rồng màu vàng, màu đỏ nè, với màu xanh. Giờ nó đi theo hình này rồi. Yeah, chúng ta sẽ mở cái khu vực cuối các bạn ơi, khu vực mới với giá trị là 1 triệu gold. Ngon ngon. Đây, bạn có muốn bỏ 1 triệu tiền không? Đương nhiên rồi. Ở trong này cái gì vậy? Holy, cái gì vậy? Bình tĩnh man. Nguy hiểm vậy, ôi trời. Alien à, quái vật ngoài hành tinh à. Chúng ta đã ra ngoài hành tinh rồi, cái gì đây? À, xịn. Xịn các bạn ơi. Khá là xịn. Kiểu như là những cái cục, những cái bục này nó đi lên theo mình nè. Gì lâu chết vậy? Cái cưa mà lâu chết vậy? Quất. Đùng. À, chưa chết luôn. Ghê hen. Mấy con này nhiều máu ha. À, một con bao nhiêu ta? Một con cũng khoảng mười mấy chỗ chứa thôi, không nhiều. Bây giờ là mình không giết rồng nữa, không giết quái vật nữa, không giết yêu tinh luôn. Mình giết những con quái vật ngoài hành tinh các bạn ơi. Cái khu vực trong này nó cũng lạ nữa. Tuyệt chiêu. Đùng. À, chưa chết. Cái tuyệt chiêu này chỉ có 500 sát thương thôi. Đó. Quên ha, mình có một cái nâng cấp thay lần mà. Để coi còn cái gì mình chưa có không. Code à? À, code mình không biết nha. Chơi những game này chỉ là dạng giải trí thôi. Emoji. Cái emoji thì nó sẽ xuất hiện bên vai mình nè. Đây, một cái mặt khóc. Sao buồn đau vậy? Có mặt nào cười cười không? Đây. Lấy như vậy phải thú vị không? Còn gì ở đây? Bad đúng không? Thôi bad không cần. Nón cũng không cần nữa. Mình có cái đầu gà rồi. Đầu gà either bad. Work. Chạy đi. Chạy đi. À, nâng cấp tuyệt chiêu. Chúng ta sẽ học tuyệt chiêu này 150 sát thương với lại 10 cái pha lê. Chan chan. À, nó không phải tuyệt chiêu các bạn. Nó chỉ là một cái dạng mà búp đam cho mình thôi. Ở đây là 25 nè, cứ 25 học một chiêu đúng không? Vậy cái dòng dưới đây chúng ta phải tốn là 75 cái cục pha lê này. Gọi là pha lê đi ha. Rồi, đam mình đã tăng lên 1,5 lần. Quất. Đúng. Bây giờ là cày tiền trong tựa game này để kiếm pha lê thôi các bạn. Kiếm pha lê để học chiêu ha. Tại vì trong cái shop nó có một cái chiêu. Cái shop đâu rồi? Đây. Đó thì nó sẽ có một cái ô mình có thể mua sát nè. 10 cục là 299 Robux ha. Nếu chúng ta không muốn mà mua cái rương á, tức là cày tiền lâu quá, thì mình có thể dùng Robux để mình mua những cái cục này. 299 Robux chúng ta có 10 cục thôi. Không biết là sau này cái tựa game này có trading hay không ha. Có trading thì mình có thể trading những cái cục pha lê này với người chơi khác. Rồi, thì cái ability mới là cái tuyệt chiêu đó các bạn. Explorer 50 Robux, Lightning 100 Robux, Firebird là 100 Robux. Wow. Rồi mình sẽ thử mua một chiêu ha, 50 Robux thôi các bạn ơi, không đầu tư nhiều vào game này nữa. Tại vì mình đâu có chơi thường xuyên đâu. Chiêu này có tên là Explode, bùng nổ. Chan chan chan. Đâu rồi? Mất tiêu rồi. Có game pass các bạn. Đây, game pass mình mua game pass chạy là 75 Robux ha. Cũng như là một cái vũ khí equip. Ô, nó khác luôn à, mỗi lần mình chỉ có equip được một chiêu à. Ghê vậy man. No. Super Saiyan. À, kiểu như là cái chiêu này nó giống cái chiêu kia mà nó đánh lan các bạn ơi. Mình có thể tấn công được khoảng 2-3 con đứng chùm lại với nhau ha. Đấy, 189 nè. Sao mà nó lâu vậy? Tại những cái con này cái máu nó khá là trâu các bạn. Nổ đi. Bùng nổ. Bùm. Ok. Thì cái rương này 25.000 đúng không? 25.000 thì mình cứ mua như thế này thôi. Emoji nè. Nãy giờ mới giết được có 53 con thôi. Ghê vậy men. Mà cái tiền khá là nhiều ha. Tại vì những cái con quái này tiền khá là nhiều đó các bạn. Mình có thể cày cả ngày luôn. Wow, mình có một con bò. Thôi khỏi đi. Rồi mình sẽ to market hả các bạn ha. Và như các bạn thấy hiện tại mình đang có là 244 cái linh hồn quái vật. Mình sẽ bán nè. Nhiều tiền. Ô, được có 150.000 tiền vậy. Wow, cái gì ít vậy? What the hell? Ít tiền vậy men. 50 con Yellow Dragon. Bây giờ là biến chạy lại quá. Mấy con này thì không có nhiều tiền, cái linh hồn cũng không có nhiều nữa. Bây giờ ba lô mình là ba lô cuối rồi. Cho nên mà muốn lắp đầy 900 cái linh hồn cũng khá là lâu ha. Cực kỳ nhiều luôn á.
Ok, thì có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Trong video này mình đã giới thiệu với các bạn cái tựa game là Monster Hunter Simulator ha, cùng với hiệp Shiga khám phá ra khu vực mới trong tựa game này là chúng ta chiến đấu với lại những con quái vật ngoài hành tinh. Cũng như là tựa game này bây giờ đã reorganize là thế giới rồi, tức là nó sẽ đi theo một cái đường, nó không chi nhánh như phiên bản cũ nữa ha. Theo mình thấy thì tựa game này giải trí khá là tốt. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.